Tin Hoa Kỳ, nhà dưỡng lão linh mục tại Hoa Kỳ bị nhiễm virus corona. 13 linh mục tại nhà dưỡng lão Genira Clery thuộc giáo phận San Luis, bang Missouri, Hoa Kỳ đã bị lây nhiễm virus corona, trong đó có hai linh mục được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Báo St. Louis Review của Tổng giáo phận cho biết mặc dù đã tuân hành các biện pháp vệ sinh kỹ lưỡng để phòng ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khử trùng và xét nghiệm hàng ngày các nhân viên cũng như cấm người ngoài đến viếng thăm. Hôm 18 tháng 4 năm 2020, có một linh mục hưu dưỡng bị lây nhiễm và ba hôm sau đó, ngày 21 tháng 4, số linh mục bị lây tới 13 vị trong tổng số 30 linh mục hưu dưỡng tại đây. Theo Bộ Y tế Hoa Kỳ, 80% những người tử vong vì virus corona tại nước này là những người trên 60 năm tuổi. Điều này đặc biệt xảy ra tại những nhà dưỡng lão. Theo tin báo chí cho đến nay, có ít nhất 8.000 người già tại các nhà hưu dưỡng ở Mỹ chết vì virus corona.